Ở video đánh giá chi tiết chiếc Helios 300 phiên bản 2020 thì mình đã hứa với anh em là sẽ có một video trải nghiệm chơi game trực tiếp trên chiếc máy này. Vậy thì anh em có tò mò về hiệu năng chiếc máy này ra sao không? Mình cứ khăng khăng khẳng định đây là một chiếc máy có hệ thống hoạt động cực kỳ ổn định trong một thời gian dài. Vậy thì thực tế ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video lần này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo mẫu Helios 300 phiên bản 2020 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300 và cực kỳ nhiều ưu đãi nữa. Về chi tiết chương trình sản phẩm và link sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn anh em. Và bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu chơi game trên chiếc máy này thôi. Let's go. Và mình muốn đề cập qua một chút về cấu hình để anh em có một cái sự tham khảo chính xác nhất. Chiếc máy mình đã có đây là Core i7 thế hệ thứ 10 với mã là 10750H với 6x12 luồng cùng xung nhịp tối đa là 5.0GHz. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cả đồ họa RTX 2060 16GB chạy dual channel để tối ưu hiệu năng tốt nhất. Vậy thì hiệu năng của chiếc máy này ra sao? Thì thực tế thì chúng ta sẽ phải chơi những tựa game cực kỳ nặng sau đây để xem là hiệu năng của chiếc máy này ra sao nhé. Let's go. Thì yo anh em, và tựa game đầu tiên mình sẽ chơi là Shadow of Tomb Raider. Đây là một tựa game mà có lẽ là mình không cần giới thiệu gì nhiều nữa, một tựa game gọi là sát thủ phần cứng luôn. Và anh em lưu ý cho mình là với cả đồ họa RTX 2060 khi mà chưa áp zoom sẽ là khoảng 70W điện. Và sau khi anh em bật nút turbo trên chế độ của Acer Predator Sen thì lúc này RTX 2060 sẽ chạy max tối đa công suất là 90W. Đây là điểm anh em cần lưu ý nhé. Không phải cứ quạt ồn là tệ đâu, quạt ồn sẽ giúp cho máy hiệu năng cao nhất luôn. Và anh em thấy là nhiệt độ của cả đồ họa khi đang chạy tối đa là khoảng 75 độ C và CPU là 87 độ C. Và dần dần nhiệt độ này sẽ hạ xuống bớt đi một chút. Nói chung là với một tựa game như Shadow of Tomb Raider, một tựa game rất nặng. Và setting mình để cho anh em xem đây là 2GB, tất cả mọi thứ là 2GB. Cao nhất có thể nhá, và khuôn cho ra rất là cao luôn, quá ngon. Và ok, bây giờ thì ngồi chiến tựa game này khoảng 10 đến 15 phút nhá, thì xem hiệu năng của chiếc máy này ra sao. Go. Tao lại xiên mày. Đấy, anh em thấy mình xiên chết cá. Ok, và sau một thời gian sử dụng thì anh em có thể thấy là CPU có lúc đặt ngưỡng 52W lận, mà CPU của máy thì hoạt động luôn nào cũng dưới 90W. Và xung nhịp anh em có thể thấy là thay đổi liên tục và thường giữ cố định tối đa khoảng 4.2GHz. Quá tốt. Và ngoài ra về cả đồ họa thì anh em có thể thấy là gần như giữ nguyên 73 độ C, không khác biệt gì nhiều so với cả lúc trước. Quá ngon. Ở mức tựa game nặng như là Shadow of Tomb Raider thì có lẽ đây là một trong những mức nhiệt độ theo mình đánh giá là mức ok. Và nếu anh em vẫn nghĩ Shadow of Tomb Raider là một tựa game nhẹ thì bây giờ mình sẽ test sang một tựa game tiếp theo nặng đô hơn một chút là Control the Foundation với setting ray tracing để xem là hiệu năng của chiếc máy này ra sao nhé. Tựa game tiếp theo Control the Foundation, anh em thấy setting mình không? Full HD này, DLSS này, Quality Preset mình sẽ để là 2 hết nhé, không có cái nào để low hết cả. Ray tracing preset cũng để 2 luôn để cho hiệu năng của máy đạt mức tối đa nhất và để xem chiếc máy này đạt được ra sao. Thì như mình cái quá trình mình trải nghiệm mình thấy là khoảng 57 đến 56 FPS cho tựa game này. Nếu mình đây một mức khá là ổn rồi, mới tựa game đi cảnh như này. Còn nếu anh em muốn tận dụng màn hình 144Hz của màu đẹp của chiếc máy này hơn thì anh em sẽ phải hạ setting một xuống một chút, tại vì RTX 2060 thì chỉ là một card đồ họa trung cấp của Nvidia thôi. Ngoài ra thì về màn hình thì mình thấy khá là ổn, độ sáng của màn hình cũng khá là cao. Với 300 nits và phổ màu khoảng 98% sRGB thì đây là một màn hình cho trải nghiệm chơi game phải gọi là rất tốt trong tập tiền. Cùng với độ trễ 30 giây, quá ok luôn. Có một điểm mà anh em sẽ phải lưu ý là về phần quạt gió. Quạt gió tiếng máy này khi mà mình sử dụng chế độ turbo cực kỳ ổn. Và nếu mà anh em đang theo dõi video mà anh em thấy nghe kỹ thôi cũng nghe tiếng quạt gió của chiếc máy luôn. Và nói chung là với một tựa game, xin lỗi bạn, là với một chiếc máy mà có hiệu năng cao như này thì chắc chắn đây là điểm chúng ta phải đánh đổi. Và không hiểu sao mình chết luôn tựa game này rồi.
Và có một điểm mình muốn lưu ý cho anh em là trong quá trình dài mình đã sử dụng chiếc máy này thì dùng chiếu người ta bằng kim loại. Với bên trái mình đặt tay thì không có vấn đề gì. Còn nếu anh em để tay sang bên phải, anh em sử dụng sẽ thấy hơi ấm nhẹ nhẹ lên một chút. Đấy là điểm các bạn cần lưu ý nhé. Ở bên phải là sẽ hơi ấm nhẹ nhẹ, nhưng nói chung và bên trái không có ảnh hưởng gì thì cũng không phải là một trải nghiệm quá tệ. Ok, và bây giờ mình sẽ ngồi chơi tựa game này thêm một lúc nữa để xem hiệu năng chiếc máy này ra sao. Và như anh em thể thấy là qua một thời gian sử dụng thì chiếc máy này vẫn rất là mát. CPU thì khoảng 79 độ C, còn cao đồ họa là 70 độ C. Đấy là một chiếc máy rất thiên về sức mạnh cơ bắp với xung nhịp rất là cao của CPU là 4.2GHz. Gần như không có sự thay đổi quá lớn trong thời gian mình sử dụng. Dẫn đến là hiệu năng của máy chơi rất ổn định, lúc nào trên khoảng 44 đến 50fps, quá ngon. Và với một tựa game như này mà anh em vẫn chơi nhẹ nữa thì thôi. Bây giờ mình chuyển sang tựa game cuối cùng là một game cực kỳ nặng là Need for Speed để xem hiệu năng chiếc máy này ra sao nhé. Và với tựa game như Need for Speed thì mình sẽ để ở setting 2 RTX 2060 cơ mà, tại sao lại không để 2 đúng không? Ok. Wow, đồ họa quá ngon luôn. Và anh em thì thấy là với một tựa game như này thì CPU cả đồ họa đang phải chạy một cách cực kỳ vất vả. Và anh em có thể thấy là CPU đang gần ngưỡng khoảng 89-88 độ và tiêu thụ khoảng 52-50 W, quá nhiều luôn. Nói chung là CPU Intel dạo này vẫn tiêu thụ điện năng không kém gì CPU đời trước cả, quá tệ. Mà như anh em có thể thấy là với một tựa game mà ăn nặng như thế này, máy đang phải hoạt động rất vất vả và cao đồ họa vẫn chỉ dừng mức 73 độ C và CPU dao động khoảng dưới 90 độ C, chưa bao giờ vượt ngưỡng và mức tiêu thụ cũng nào trên 50W, quá ngon luôn. Và với mức khung hình cho ra là quá ấn tượng như này và muốn màn hình 144Hz thì trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này có thể nói là rất ok. Và bây giờ mình sẽ tận hưởng tựa game này đến vài chục phút nữa để xem hiệu năng chiếc máy này ra sao. Ok, anh em theo dõi nhé. Ok, và Need for Speed sẽ là tựa game cuối cùng của ngày hôm nay mình sẽ chơi. Và như anh em thấy là hiệu năng chiếc máy này có thể gọi là rất là ok. Mức tiêu thụ điện cao mà máy vẫn giữ được xung nhịp ổn định, không bị tụt FPS trong quá trình sử dụng. Ok. Wow, anh em thể thấy là hiệu năng chiếc máy này giữ quá ổn định. Và với mức nhiệt độ như vậy thì theo với cá nhân mình đánh giá là mức chấp nhận được. Tiếng quạt của máy thì hơi ồn một chút, nhưng mà đó là điểm chúng ta cần phải đánh đổi cho một hiệu năng ổn định như vậy. Với xung nhịp rất cao, mình đánh giá đây là một chiếc máy có giữ xung nhịp rất là cao luôn. Không phải việc hy sinh xung nhịp của chiếc máy làm gì cả. Như là chiếc Nitro 5 chẳng hạn thì họ phải điều chỉnh xung nhịp sao cho hợp lý nhất thì chiếc máy này cứ chạy băng băng trên mức xung nhịp cực kỳ ổn định. Và đó là nhận định của mình về chiếc Helios 300, đặc biệt về khoản hiệu năng và tản nhiệt. Anh em thấy sao? Anh em có cảm nhận khác gì mình không? Thì hãy để phần bình luận của anh em dưới phần ý kiến comment nhé. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ video này để bọn mình có thêm những video hữu ích nữa gửi đến anh em nhé. Và bây giờ, xin chào anh em,
Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo và đừng quên mã giảm giá AZ300. Chi tiết về link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn anh em. Và bây giờ thì mình sẽ vào. Chào anh em.